Út hả? Tiếng á chứ Tiếng á. Thấy nó khác. Bệnh. Nhà nhỏ ha, gọn ha. Ừ, nhỏ nhưng mà cũng sắp xếp lại cũng gọn ha. Ừ. Nhà này mở máy lạnh là không hao nè. Nhỏ, cái tủ này hả? Cái bếp, kìa cái bếp nó đẹp rồi thì lên. Đẹp ha. Đi đi coi. Ờ. Chồng chị ha. Cái cơm này là tính để cặn nè. Nhà nhỏ ha. Nhà chế mở nhà chế. Ê, nhà mày nhỏ vậy mở máy lạnh cũng được đó thì anh. Ờ không có hao điện. Ờ. Nhỏ hơn nhà thì anh luôn, bề ngang nhỏ hơn nhà thì anh luôn. Dạ. Dài hơn. Vậy đúng rồi, nó không có chịu ấy. Rồi làm móng nữa. Làm móng nữa. Tao nghiệp á. Mắt nó cũng còn cái thôi.